bây giờ xin mời quý vị chào đón bốn chàng trai. Vàng ở trong vừa mở đèn lên thì tôi thấy cao ráo. Xin mời bạn số 1 tên gì, giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Anh Phi. Năm nay mình 29 tuổi. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh một quán cà phê nhỏ bên quận 7. Ngoài ra thì mình còn tham gia nghệ thuật, mình là ca sĩ. Trong tình yêu thì mình không thích lắm những câu hứa, thế nên mình sẽ không hứa là yêu bạn một cách dài lâu, mà mình sẽ cố gắng yêu bạn một cách đậm sâu. Wow. Nghe giống lời bài hát quá. Yeah. Anh sẽ yêu em đậm sâu. Yeah. Anh chị ơi, em muốn hỏi hai bạn nữ là không biết mấy bạn nữ có thích uống cà phê không ạ? Em thì thích uống cà phê nhưng mà không phải cà phê Việt tại vì nó nặng quá. Trinh biết uống cà phê không? Dạ em thích uống cà phê. Ngày uống ly? Đúng rồi. Một sáng. Một buổi sáng. Một cà phê sữa đá hay là cà phê? Dạ cà phê, cà phê sữa đá. Dạ. Phim trường chị hiện giờ có khoảng 100 người. À. Nếu em đẩy 100 ly cà phê sữa đá chắc là tụi chị cũng nói gì đâu. Mình xin tận hơi luôn. Em thấy sao? Dạ được chị ơi. Được không? Sẵn sàng luôn. Vậy là có 100 ly cà phê sữa đá. Mời số 2 giới thiệu. Gia đình em có món ăn gì cứ gửi tới phim trường, tụi chị không ngại. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Hà Duy Thái. Năm nay em 28 tuổi. Công việc chính của em là ca hát. Rảnh rỗi em lại thích nấu ăn. Nhưng mà mỗi buổi tối về thì nếu mà có hai người cùng ăn chung thì cảm giác rất là vui. Nên Hà Duy Thái rất muốn là một trong hai bạn nữ hôm nào có cơ hội có thể mình cũng có thể ăn chung một buổi tối. Là do bạn nấu đúng không nào? Dạ đúng rồi. Ngoài công việc nghệ thuật ra bạn có kinh doanh thêm gì không để lát nữa mình ship tới tận nơi luôn? Lâu lâu em có phụ với anh làm công việc buôn bán đồng hồ anh. À buôn bán vậy đồng hồ. Là gia đình mình sắp ngại quá chấp cái đồng hồ thôi cho hai MC được rồi thôi chứ giờ chấp cái đồng hồ nổi thoại hai bên chị chắc mặt. Cho em hỏi là hai bạn nữ có thích nấu ăn không ạ? Em vô thì em rất là thích nấu ăn, có một niềm đam mê bất tận về đồ ăn. Là ăn hay là nấu? Bất cả hai luôn. Dạ vừa ăn vừa nấu mà nấu ngon không? Nấu thì thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Thường thường là bạn thích nấu món gì? Thường thì tại vì mình thích ăn rau nhiều á cho nên nấu các món Âu á có nhiều rau và ít Âu dầu mỡ, ít nêm gia vị. Rồi bây giờ Trinh trả lời coi em có nấu được gì không để Thái biết nè. Dạ em rất thích nấu ăn. Hơi dở một tí thôi. Hơi dở một tí. Dạ. Vậy là Thái nấu nhưng cho Trinh ăn được ăn không? Dạ được chị ơi, nói chung là cái gì em không giỏi nhưng mà nấu ăn là sẽ giỏi chị. Mời anh số 3. Xin chào tất cả mọi người, đặc biệt là hai cô gái ngày hôm nay. Mình là Nguyễn Thành Trung, năm nay mình 28 tuổi. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh. Sở thích của mình là đi mua sắm, xem phim và đi du lịch. Châm ngôn sống của mình á, hãy yêu đi, rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Em kinh doanh nghề gì? Rồi chuẩn bị ship rồi. Em kinh doanh giỏ sách dầu thơm chị. Trời ơi đúng gu chị Hương với hai người đẹp luôn. Hay quá, 100 cái túi sẵn sàng mấy chế đâu. Số này là số đặc biệt trong chương trình Tình Show Tình Yêu. Là sau khi đó em sẽ về sẽ được uống một ly cà phê sữa đá, trên tay đeo một cái đồng hồ và bên tay bên kia sẽ quải một cái giỏ sách. Vẫn còn ranh thứ tư nha. Thôi thì hỏi thứ tư luôn đi. Dạ. Khi nó đẩy đứa cái hột tròn coi cũng được. Em mong đâu dài thôi em vui rồi. Thì đó. Rồi mời bạn số 4 giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Đăng Khoa. Công việc hiện tại của mình là một PT. Mình là một nhạc sĩ về hưu. Về hưu luôn nhạc hả? Nhạc sĩ mà về hưu. Cho hỏi hai bạn nữ có thích tập gym không ạ? Khoa ơi, ở ngoài đây có bé Trinh là yoga. Bên dạ. đó tập gym, hai đứa kết hợp mở cái phòng. Sự giới thiệu của bốn anh chàng rất là dễ thương. Trinh, em ấn tượng với giọng nào? Dạ anh số 2. Lý do bán đồng hồ. Cảm giác là cái như vậy. Cảm giác dạ. là số 2. Mời up link điện thoại của bốn chàng trai. Ấn tượng như cái nào? Vô. Em thích đơn giản hay em thích em thích hoa cái su ba á, cái cách em dùng up link nó cũng đơn giản vậy chứ không có bông hoa giống mấy bạn nữ khác. Dạ. Trinh thì em thích chắc số 2 nữa quá. Dạ đúng rồi. Sao ngộ dạ. Bởi vậy cái đó là cái tần số mình không dạ. thể nào nói được. Nhưng cái đó chỉ là rung động ban đầu. Xem màn hình bên trong đi đúng chị. Rồi bây giờ cho lật màn hình khóa. Và đây là màn hình khóa của bốn bạn. Wow. Ấn tượng nào Du? Dạ số 2. Số 2 đó là cái màu em thích. Màu thích màu xanh lem lem đỏ. Còn giờ với Trinh? Em vẫn ấn tượng với số 2. Số 2. Vẫn là số 2 à? Trinh là 3 lần vẫn thích số 2. Mình sẽ xem bên trong màn hình. Dạ. Bắt đầu từ số 4 trước đi. Mở khóa vào bên trong. Bên trong thì là có hình. Hình con mặt sói. Con sói hả? Alaska ông ngoại ơi. Đây Alaska. Trinh ơi Trinh có thích nghe hát không Trinh ơi? Dạ thích, đúng gu em luôn. Gu luôn. Đâu bây giờ nhạc sĩ về hưu hát bài tặng hai người đẹp được không? Rồi vậy bây giờ mình hát một đoạn bài Nắm Lấy Tay Anh. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và khi chân ngưng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Chị coi hình ảnh chút xíu đi. Ảnh đã khóa luôn. À, thứ một hình ảnh là cũng có bắt quật nha. Dạ đây là học trò của em. Trời wow, đẹp quá. Ai vậy? Dạ em, lưng của em. Wow,
đẹp quá quý vị ơi. Cho hỏi hai bạn nữ có thích một mẫu bạn trai mà cơ bắp mà nhiều như vậy không ạ? Em không thích cơ bắp, em chỉ cần khỏe thôi được rồi. Săn chắc là được đúng không? Săn chắc là được rồi. Em cũng không thích cơ bắp. Câu này là quan trọng nè, có từng đổ vỡ chưa? Dạ em chưa bao giờ lấy vợ chị Hương ơi. Đẹp trai như vậy mà 40 tuổi chưa lấy ai? Dạ thực ra tại vì ai mà quen em là đi nước ngoài hết à. 4 người luôn á chị. Ai ngoài em ai có muốn đi nước ngoài làm ơn quen em. Cho em hỏi là tại vì em thắc mắc không biết là cái nghề nhạc sĩ của anh ngày xưa tại sao anh lại nghỉ hưu sớm và chuyển qua làm một cái nghề nó gần như là không liên quan gì hết á. Thực ra thì cái nghề viết nhạc thì anh đến năm 2012 thì anh không viết được nữa luôn. Em có bài nào mà nó ra ngoài public chưa? Thời điểm của anh Lý Hải trọn đời bên em. Em có sáng tác bài nào mà anh Lý Hải hát không? Em hát một câu cho chị nghe. Dạ bài Thư Tình Mùa Đông và Trọn Đời Bên Em, Thiên Thần Tình Yêu của chị Hương. Em hát cho chị nghe cơ. Ở nơi phương trời xa, người ơi có nhớ đến ai nhiều không? Em nhớ được cái đó. Lâu lắm rồi, dạ, lâu lắm rồi chị Hương. Trong Trọn Đời Bên Em luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi gì luôn, nguyên cái lọc thời đó đó. Dạ. Thì đúng như cái tuổi của em đang rất là năng lượng, rất là nhiều về cái sáng tác là. Cho hỏi hai bạn nữ có ăn kiêng gì không ạ? Trinh ơi, em tập yoga, em có cần ăn kiêng gì không? Dạ không, hầu như em không kiêng gì hết. Không kiêng gì, em bé dạ, ngoài đây đó. Ốm mà body đẹp vậy. Một ngày Trinh ăn bao nhiêu bữa mà không mập? Một ngày em ăn 6 bữa, ăn đúng chuẩn luôn mà vẫn không mập. Tại vì em này tập yoga, huấn luyện viên luôn. Cho chị coi cái lịch báo thức của em đi. Cái báo thức cực kỳ đơn giản. Tại vì cứ có 1 giờ thôi, 7 giờ 15. Bây giờ cảm ơn bạn Khoa, mình sẽ tới với bạn số 3. Bạn hãy chủ động mở cái album nhờ ảnh cho mình xem luôn. Cái bàn tay đó của em hả? Dạ. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 74 chị. Hai bạn nữ ơi, hai bạn cho mình hỏi là mẫu bạn trai của hai bạn như thế nào? Lúc trước em chọn nhiều lắm, em có nhiều tiêu chí lắm. Bây giờ bớt rồi, hết rồi, hết tiêu chuẩn rồi. Bao nhiêu lâu cưới? 6 tháng. 6 tháng rồi. Thành một luôn. Nha. Có tài trợ Hoàng Rapper và Việt Hương sẽ làm MC trong chương trình. Dạ. Ca hát hài luôn. Rồi Du, em nghĩ là bao nhiêu lâu em cưới? Khoảng 2 năm. Em có tiêu chuẩn gì không? Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là cảm thông. Bé Trinh với bé Du nói vậy em thấy làm sao? Em thì em thấy em hợp với bé Du hơn. Tại vì trong tình yêu của em á, mình đã yêu nhau thì mình phải tin tưởng. Cái điều tin tưởng đó mới là để kết nối hai người đến tới hôn nhân được. Còn mà quen nhau mà không tin tưởng thì cứ giống như là canh chừng vậy đó. Vậy thì Trinh cũng hợp với em vậy. Tại vì Trinh cũng tin tưởng cho nên 6 tháng ta đã đồng ý rồi. Bây giờ em cho vô coi cái điện thoại mới gọi cũng được em. Có danh bạ đi hay là lịch sử cuộc gọi đi bạn Trung. Ai vậy? Dạ, xem có số. Có cái chữ em yêu hay là cục cưng hay là trái tim gì không? Bé Chi. Bé Trung, dạ, trả lời. Dạ. Bé Chi là ai? Cái đó là chị bé. Chị bé là chị hai. Xác nhận nè, gọi chị bé cho tôi biết là bạn đó bạn nào nè. Gọi. Bữa nay có đi làm không? Có. Chương trình này có chị Việt Hương á với anh Hoàng Rapper muốn xác nhận là chị là gì của em. Chị là gì của em là sao mày? Cái này chịu. Ôi tính rồi, cắt máy đi. Còn nói gì nữa Trung? Giờ chị qua mời bạn số 2 cho chị xem màn hình nè. Cái gì mà nó quá trời chi chít vậy Thái? Có nhiều tin nhắn quá. Để gì cho màn hình em mà quá trời vậy? Lâu lâu đi qua bên nhà anh của em á, mấy đứa nít nó thích chơi game á nên nó tải về. Vậy hả? Em có muốn cưới vợ liền không? Còn phải hỏi ý hai bạn đó nữa chị ơi. Em bao nhiêu năm nữa em cưới? Em chắc phải tầm hơn 30. Cho em hỏi là hai bạn nữ là người yêu của hai bạn là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì các bạn cảm thấy giống như là có hợp với hai bạn hay không? Hát dòng nhạc gì mà em buồn trầm dữ vậy? Em hỏi mà anh muốn gục luôn ngã luôn. Bolero hả anh? Dạ em hát nhạc trẻ chị ơi. Nhạc trẻ mà sao cái giọng buồn quá trời. Đi lấy vợ mà làm như ai ép em. Vui phấn khởi đồ gì lên tao mới cho lấy. Cái định minh nhà gái tôi đẹp gái lắm nha, có tài nữa. Du, em đã từng bao giờ quen người trong cùng nghề chưa? Làm nghệ thuật đã từng. Còn Trinh, em đã từng quen người trong nghề chưa? Trong nghề là nhạc sĩ. Vậy nếu mà em quen Thái, em có đồng ý không? Dạ được. Đợi 3-4 năm nữa chịu không? Dạ được luôn. Anh Thái hiện tại đi hát là tự đi solo một mình hay là có đầu quân cho công ty hay quản lý nào không anh? Hồi xưa kia thì mình có đầu quân cho công ty nhưng mà bây giờ mình solo một tự mình. Tự chạy. Cho em hỏi là cái gu âm nhạc của hai bạn giống như là thích nghe nhạc á, về những thể loại dòng nhạc gì? Nhạc gì? Nhạc buồn, nhạc vui, sôi động. Em rất thích nhạc cho nên nhạc gì em cũng nghe và nó phải tùy tâm trạng và tùy thời điểm trong ngày. Ca sĩ nữ ở Việt Nam á thì em thích giọng của chị Hà Hồ với lại chị Thanh Hà. Còn Trinh, em thích dòng nhạc gì?
Em thì thích nhạc trẻ. Nhạc trẻ thì trẻ giống vậy thì không? Trẻ giống anh Thái đúng không? Trẻ giống anh Thái không em? Rồi cái tempo nó chậm chậm nha em. Rồi hỏi đi Thái. Cho mình hỏi là bạn Trinh thích nghe bài gì nhé? Em thì em thích nghe nhạc của chị Mỹ Tâm. Ước gì á? Ước gì đúng rồi dạ, ước gì. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì ta đừng có giận hờn. Anh Thái ở miền Tây luôn đúng không Thái? Không, mình là quê mình ở Nha Trang. Dạ, dạ. Nghe giọng miền Tây, cho, nghe giọng miền Tây. Cho mình hỏi là hai bạn có thích đi du lịch biển không? Dạ có, dạ, em rất có thích Nha Trang. Em Nha Trang, em đi Nha Trang cũng nhiều lần rồi. Tại vì từ nhỏ nhà em hay đi chơi biển đồ á, nên đi ra Nha Trang. Còn Trinh em có thích Nha Trang không? Dạ thích, em thích biển. Thích mà biển. Em chưa có dịp ra Nha Trang, chưa em chỉ đi Đà Nẵng. Ra Nha Trang, chỉ đi Đà Nẵng. Nhưng mà bạn ra Nha Trang thì điểm du lịch nào mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Cứ có biển là em thích thôi. Nguyên cái đường Trần Phú là thích rồi đó. Dạ nó đơn giản vậy thôi là em thích rồi. Qua hỏi bạn số 1 nè. Số 1 ơi. Dạ em gia nghe đình em đông không? Dạ gia đình em thì có 4 người à. Ba mẹ em với lại em với lại là em trai của em ạ. Có cưới hỏi liền không em? Dạ em thì chắc cũng tầm 1 năm chị ạ. 1 năm vô. Kinh doanh thì ổn định, nuôi vợ con, có căn nhà ở riêng hay là vẫn muốn ở với cha mẹ? Hiện giờ thì em ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, còn ba mẹ em ở quê ạ. Dạ. Rồi bây giờ mình khám phá điện thoại của bạn Phi nào. Em Châu, em trái tim chị. Gọi liền, gọi vô em trái tim liền cho tôi. Cái này thì nó lưu lâu rồi chị ạ, nên là em cũng lười ít coi lại cái danh bạ nên là mắc không gì ấy. Phải để trái tim mà mấy em kia để chứa e không? Dạ cái này là người yêu cũ nhưng mà lâu lắm rồi ạ. Gỡ ra luôn đi, sửa ngay tại chỗ được không? Đi. Sửa đổi tên. Bây giờ anh cũng quen tôi gọi cũng để trái tim, tôi biết tim nào của anh. Bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình nhưng mà 3 mối tình đó đều là cái thời sinh viên của em ạ. 7 năm nay là em kiểu như cũng có tìm hiểu nhưng mà không quen một ai chính thức ạ. Các bạn nãy giờ đã nghe mấy anh tâm sự nói về gia đình, cuộc sống, hôn nhân, chuẩn bị cưới và chuẩn bị luôn cả một cái hành trình. Bây giờ nhiệm vụ của Trinh và Du ngẫm lại coi mình ấn tượng với ai nhất để mình chọn trong lúc Trinh và Du đang suy nghĩ về cuộc đời của mình. Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Với tần số tình yêu và chúng ta đã trải qua một phần đi tìm tần số với sự giới thiệu của 4 chàng trai qua những tiết lộ về màn hình điện thoại, về những chiếc ốp lưng. Và bây giờ sẽ là phần ấn tượng của các người đẹp dành cho từng chàng trai một, và chàng trai nào có được ấn tượng người đó sẽ bước vào vòng trong. Xin mời Du. Em ấn tượng nhất với anh chàng số 1 là anh Phi. À, chúc mừng anh Phi. Mời Trinh. Em ấn tượng với anh số 2. Số 2. Chỉ còn một tấm vé nữa thôi mà có tới 2 chàng trai lận ở vị trí thứ 3, đó chính là Thành Trung, vị trí thứ 4 là Đăng Khoa. Kèo của chị làm gì làm, chị phải giữ lại Khoa cho hai bạn nữ. Mời đèn số 4 và mời gặp gỡ bạn số 3. Mời Trung. Cảm ơn Trung đã đến với tần số tình yêu. Cô đơn mà, nên đôi lúc cầm điện thoại lên chẳng biết kiếm tìm địa chỉ của ai, lại cầm củi lướt mạng xã hội, vô tình đọc được đôi dòng tâm sự rằng: rồi cũng đến ngày bạn gặp được một người, không đến vào thời khắc nắng đẹp, cũng không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng là người sẵn sàng nắm tay bạn và mang theo một trái tim chân thành. Một người này có lẽ Trung vẫn phải chờ đợi thêm rồi. Cảm xúc như thế nào khi mà bây giờ mình thấy về hơi sớm, cái phần ấn tượng không nhiều bằng mấy anh kia? Dạ cảm xúc của em bây giờ thì cảm thấy là cũng không có buồn đâu. Quan trọng là mình phải tìm được cái đối tượng tình yêu của mình. Rung động đúng. Dạ. Chị chúc là con đường kinh doanh của em là phát triển ha, và mau có cái một nửa của mình. Cảm ơn Trung, tạm biệt bạn.